Nhìn nè, ten 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 ten. Đây á là cái khăn của Nhật Minh lúc thi đấu á. Sao tiền quỷ gì mắc dữ vậy bà? Thì bà không đóng thì tôi nói với thầy. Con gái lớp mình càng ngày càng cuồng thằng Nhật Minh. Nhìn mặt bà Thủy Tiên mê trai gì mà thấy ớn. Anh Đào, hôm nay tôi làm hộp cơm đặc biệt cho bà nè. Nếu mà bà thích, ngày nào tôi cũng làm cho bà ăn nha. Thì đồ của ông làm là tôi thích mà. Thiệt hả? Đồ của mình đưa cho người mình thương, người mình thương đưa cho một người thương khác. Bởi vậy đúng là những kẻ ngu si. Kệ tao mày. Toàn công thức khó không à, sao nhớ hết. Thôi lần này chắc bị điểm kém nữa quá à. Tôi đã in tài liệu xong hết rồi nha. Nè nè, cứ đi, cứ đi.